Chợ Bất Động Sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 vừa qua, Nghị định 63 năm 2018 thay thế cho Nghị định 15 năm 2015 về hợp tác công tư có hiệu lực. Cụ thể, đã có 11 điểm mới so với nghị định cũ nhằm tháo gỡ những vướng mắc lớn cho PPP trong thời gian qua, đặc biệt là quy định tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hay những quy định chặt chẽ đối với dự án PT. Với những điểm mới này, kỳ vọng nghị định sẽ phát huy tác dụng khơi thông dòng vốn tư nhân cho kết cấu hạ tầng, hạn chế thấp nhất thất thoát cho ngân sách nhà nước. Tất cả những nội dung này sẽ được đề cập tới chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này với chủ đề Nghị định 63 năm 2018 tháo gỡ những vướng mắc về PPP. Sau đây là thông tin đầu tiên, mời quý vị theo dõi. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ năm 1997, sau hơn 20 năm với trên 100 dự án đầu tư theo mô hình đối tác công tư PPP đã được triển khai tại Việt Nam và phát triển đa dạng, với mức độ tham gia khác nhau của cả khu vực tư nhân trong và ngoài nước, làm thay đổi diện mạo của các địa phương, cải thiện đáng kể hệ thống hạ tầng quốc gia, trong đó nổi bật là hạ tầng giao thông và hạ tầng điện. Đầu tư theo hình thức PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Đầu tư theo hình thức PPP gồm các loại hợp đồng phổ biến: hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT, hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh BTO, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, hợp đồng xây dựng sở hữu kinh doanh BOO, hợp đồng kinh doanh quản lý, hợp đồng xây dựng chuyển giao thuê dịch vụ, hợp đồng xây dựng thuê dịch vụ chuyển giao. Trong đó có các nghị định hướng dẫn thực hiện PPP. Nghị định số 77 năm 1997 được Chính phủ ban hành, nội dung về việc ban hành quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng cho đầu tư trong nước. Nghị định số 15 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án, chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định số 30 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều trong luật đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, PPP được kỳ vọng như một trong những mô hình hiệu quả để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân cả trong và ngoài nước. Nhưng cho đến nay, triển khai PPP chưa thực sự hiệu quả do tồn tại nhiều rào cản, vướng mắc mang tính xung đột pháp lý trong việc thực hiện các dự án PPP như luật đầu tư công, luật xây dựng, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư còn khá rườm rà, gây khó cho cơ quan chức năng và nhà đầu tư triển khai dự án. Và Nghị định số 63 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 với 11 điểm mới, thay thế cho Nghị định số 15 năm 2015 về PPP kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế bất cập, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khác biệt nhất từ nghị định mới chính là quy định rất rõ về tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn huy động của nhà đầu tư, thực hiện dự án theo hình thức PPP. Và theo các chuyên gia, quy định tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là rất cần thiết. Việc quy định tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải góp vào dự án sẽ góp phần đảm bảo lựa chọn những nhà đầu tư có đủ tiềm lực về tài chính, hạn chế được những chủ đầu tư có vốn mỏng, năng lực tài chính yếu kém tham gia vào các dự án PPP. Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 63 năm 2018, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc dự án đến 1.500 tỷ đồng, vốn chủ đầu tư phải trên 20% tổng vốn đầu tư. Dự án trên 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 10% tổng vốn đầu tư. Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn là một trong những dự án điển hình đã bị dừng thi công gần 2 năm do tiềm lực tài chính bị yếu kém. Với tổng mức đầu tư là hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng, tương đương với gần 85% tổng số vốn của dự án. Với khoản vay quá lớn nên dự án bị đội chi phí, không thể tiếp tục, dẫn đến việc phải thay thế đầu tư mới có thể tiếp tục thực hiện dự án.
theo quy định tại Nghị định số 63 năm 2018, tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư lên 20% tổng vốn đầu tư cho các dự án có mức dưới 1.500 tỷ đồng. Vì vậy, chủ đầu tư mới của dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bắt buộc phải tăng vốn tự có, hạn chế rủi ro hơn. Chúng tôi đã phải tăng cái vốn chủ sở hữu lên góp vào để giảm cái vốn vay. Giảm vốn vay thì đồng nghĩa với giảm lãi vay và tổng vốn đầu tư của dự án nó sẽ giảm xuống. Quy định này đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia bởi sàng lọc năng lực tài chính của nhà đầu tư tham gia dự án PPP, tránh trường hợp dự án bị kéo dài do nhà đầu tư không có khả năng huy động nguồn lực tài chính cho dự án, khiến dự án chậm triển khai, kéo dài như trong thời gian qua. 20% là đã đủ để đảm bảo là cái sự vững chắc về tài chính của đối với cả các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo là cái dòng tiền của chủ đầu tư được đảm bảo để thực hiện các cái dự án trong theo đúng tiến độ. Nếu chúng ta không đảm bảo cái mức tỷ lệ vốn như vậy thì dẫn đến là gì? Là nó không đảm bảo cái sự bình đẳng. Không đảm bảo sự bình đẳng. Đấy, giữa các cái nhà đầu tư, đặc biệt là giữa các cái nhà đầu tư mà có năng lực với lại các nhà đầu tư mà không có năng lực. Đấy. Thì trên những cái phương diện đó thì tôi cho rằng là cái việc mà quy định cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu bắt buộc như vậy là hợp lý. PPP chỉ dành cho các nhà đầu tư mà có tiềm lực về vốn. Mà nhà nước và xã hội cũng cần những nhà đầu tư có tiềm lực về vốn. Cho nên là gì? Chỉ những nhà đầu tư có tiềm lực về vốn và tiềm lực và các cái năng lực khác thì mới có thể tham gia vào sân chơi này. Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu tăng vốn mới, các chuyên gia cũng nhấn mạnh nhà đầu tư cần xây dựng kế hoạch vốn trước với cổ đông. Đồng thời, để tăng năng lực tài chính cho mình, doanh nghiệp cũng có thể liên danh với nhiều công ty. Hình thành ra một cái liên doanh để đầu tư thì sẽ làm cho các nhà đầu tư thứ nhất là đỡ chịu cái rủi ro sức ép về vốn. Cái vấn đề thứ hai là tận dụng được các cái nguồn về công nghệ, về kỹ thuật, về quản lý đối với dự án. Bởi vì có một số doanh nghiệp có thể người ta mạnh về, ví dụ như là làm một cái dự án về giao thông chẳng hạn. Thì một số các doanh nghiệp thì người ta mạnh về xây dựng, một số doanh nghiệp người ta lại mạnh về dịch vụ khai thác. Đấy. Thế thì các cái đơn vị mà có những cái thế mạnh như vậy có thể hợp tác với nhau để mà thực hiện dự án. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn eo hẹp, chỉ ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, việc quy định chặt chẽ về nguồn vốn tránh rủi ro cho hệ thống ngân hàng là xu hướng tất yếu. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước liên tục phát đi những cảnh báo yêu cầu các ngân hàng thương mại phải kiểm soát, hạn chế cho vay đối với các dự án BOT, BT để tránh nợ xấu. Bên cạnh điểm mới về tăng tỷ lệ vốn của chủ đầu tư dự án, thì những quy định mới về các dự án xây dựng chuyển giao BT mà tại đó hình thức đổi đất lấy hạ tầng được xem là phổ biến, được kiểm soát chặt chẽ hơn trong Nghị định 63 này. Điều này được rất nhiều các chuyên gia và các doanh nghiệp đồng tình và hiểu đơn giản thì đây chính là những quy định mới để định giá đất sát với giá của thị trường tại các dự án PT, tránh những trường hợp đất bị định giá quá thấp và gây ra những thất thoát lớn cho nhà nước. Theo quy định cũ tại Nghị định số 15 năm 2015, dự án sau khi được thẩm định, phê duyệt sẽ tiến hành chọn nhà đầu tư và ký thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án. Đất sẽ được định giá khi chưa có quy hoạch tổng thể, nên giá đất tại thời điểm nhà nước bàn giao cho doanh nghiệp thường rẻ hơn giá đất thị trường rất nhiều. Thực tế này cũng đã phát sinh ở một số dự án. Đứng về phía nhà quản lý phải tính toán rằng là như thế nào để cho cái nhà đầu tư có lợi, nhưng cũng không để xảy ra tình trạng là chúng ta lại bị thất thoát các cái nguồn tài nguyên, nguồn tài sản vào một cái nhóm những nhà đầu tư nào đó. Hay một số dự án đổi đất lấy hạ tầng thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều hạn chế như không minh bạch nhà đầu tư, chỉ định thầu, giá đất định giá như thế nào cũng không được công khai rõ ràng, thông tin mập mờ đã khiến cho ngân sách nhà nước bị thất thoát rất lớn. Ví dụ như vừa rồi là ở Giảng Võ, Vingroup đầu tư vào khu Giảng Võ, triển lãm Giảng Võ đúng không? Và kèm theo được cái khu đất vàng đấy để doanh nghiệp phát triển một khu đô thị phức hợp ở Giảng Võ thì họ phải phát triển cho Hà Nội một cái khu phía Đông Anh, phía Cổ Loa và khu triển lãm thay vào đó. Thế nhưng mà tất cả cái đấy người ta cam kết người ta sẽ xây dựng ở thay một cái tổ hợp dịch vụ triển lãm và vui chơi giải trí tầm cỡ, thậm chí cả một công viên mang tính quốc tế ở đấy. Thế nhưng mà chỉ động thổ mang tính hình thức thôi và bây giờ thì cũng dường như là nó trứng đại. Thế thì cái đó chúng ta phải nghĩ rằng là vậy thì tất cả cái giá trị đó họ đầu tư vào đấy và họ lấy đất ở bên này thì nó cũng phải công bằng nhau đúng không? Một mặt họ phát triển bên này rất nhanh, ví dụ Giảng Võ họ đầu tư phát triển rất nhanh nhưng phía bên kia thì họ lại chế lại
thậm chí cái bên Giảng Võ có thể họ đưa vào cái khác mà tôi nghĩ là có khi bên chỗ của Loan chưa chắc đã hoàn thiện. Cùng với việc định giá đất còn tồn tại nhiều bất cập, thì việc chỉ định thầu theo nghị định cũ cũng khiến cho dư luận bức xúc. Chúng ta vẫn còn thiếu cái cơ chế minh bạch. Đất cũng là tài sản công. Tài sản công được đem ra trao đổi, nó phải qua một cái quá trình cạnh tranh lành mạnh. Bằng cách, ví dụ như đem ra đấu giá miếng đất A đổi lấy hạ tầng B, mời các nhà đầu tư vào, các anh trả giá là các anh muốn thêm bao nhiêu, hoặc các anh ngược lại là trả cho chúng tôi bao nhiêu để đổi lấy cái hạ tầng A này. Chứ còn cho đến nay tôi chưa bao giờ từng thấy cái chuyện là đấu giá đổi đất lấy hạ tầng cả, mà chỉ biết một ngày đẹp trời nào đó thì miếng đất này được đổi cho nhà đầu tư kia để lấy công trình nọ. Còn tại sao nó lại được như vậy thì chưa có một lời giải thích nào thỏa đáng đối với người dân như tôi cả. Chính vì còn rất nhiều bất cập trong các dự án xây dựng, chuyển giao BT, tại Nghị định mới số 63 năm 2018 đã dành hẳn một chương về quy trình thực hiện theo hướng quản lý chặt chẽ hơn, như yêu cầu phải có thiết kế và dự toán của dự án rồi mới được chọn nhà đầu tư. Như vậy, nếu dự án có dùng quỹ đất làm phần vốn góp của nhà nước, thì phần đất đó sẽ phải được quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 tùy vị trí, rồi mới chọn nhà đầu tư. Điều kiện để mà xác định giá đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư BT trong cái hợp đồng BT là phải yêu cầu là khu đất đó đã phải được quy hoạch 1/2000, như vậy là nó đã có cái thiết kế về hạ tầng, các cái quy mô, các cái công trình vân vân, và như vậy là khi mà tính cái giá đất mà đã có cái thiết kế, cái quy hoạch 1/2000 ấy, thì cái giá của cái lô đất đã được tính theo rất là gần với giá thị trường. Trên cơ sở cái quy hoạch 1/2000 đó thì hoàn toàn là các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước có thể tính được các cái đơn giá của từng khu vực đất trong cái quy hoạch trên theo tương ứng theo cái 1/2000 đấy. Như vậy, quy định mới sẽ hạn chế được bất cập về giá đất trong các dự án BT, quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500 sẽ làm rõ diện tích nào dùng để xây dựng hạ tầng, diện tích nào làm nhà, từ đó xác định chi tiết giá đất từng loại sát với giá thị trường hơn, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước và hạn chế rủi ro cho dân trong vùng quy hoạch dự án. Với Nghị định 63 năm 2018, bên cạnh việc quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp tham gia dự án PPP và quy định chặt chẽ về dự án PT như chúng tôi đã phân tích ở trên, thì Nghị định cũng có quy định rất rõ về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư PPP, mở rộng các nguồn vốn nhà nước tham gia dự án PPP, bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP, góp phần cải cách thủ tục hành chính, bổ sung quy định thực hiện dự án PPP áp dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch thông tin về PPP. Những đổi thay này được kỳ vọng tạo niềm tin cho cộng đồng các nhà đầu tư về một môi trường công khai, minh bạch khi các dự án đưa ra đấu thầu được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, từ đó tăng hiệu quả dự án PPP. Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng còn một số nội dung cấp nghị định chưa thể quy định mà cần phải được thể chế tại cấp luật. Do đó, về lâu dài, luật PPP cần phải được nghiên cứu và xây dựng để hình thức đầu tư PPP thực sự phát huy tác dụng và đi vào cuộc sống. Là hiện nay thì chúng tôi cũng đã báo cáo và được Chính phủ cũng như là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý để đưa cái luật PPP vào trong cái chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhiệm kỳ này, và dự kiến là sẽ được xem xét vào kỳ họp thứ 7 cũng là thông qua vào kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2019. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là chúng ta có thực thi nghiêm chỉnh cái pháp luật đó hay không. Chứ còn nếu mà thời gian vừa qua tôi nghĩ là những cái bộ luật đó nếu chúng ta thực hiện tốt ấy, thì chắc chắn là nó không xảy ra những cái chuyện lùm xùm như vừa rồi. Nhưng mà rõ ràng là cái vấn đề là ngách luật vẫn còn. Cho nên tôi cũng không có hy vọng nhiều lắm đó, cái 63 tới nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn đấy là một công cụ để chúng ta có thể kiểm soát được. Việc mà phải hợp nhất hóa và ban hành một cái khung pháp lý đồng bộ ở dưới tầm một cái văn bản luật đối với lại hình thức đầu tư PPP là một nhu cầu bức thiết này. Nó nhằm là giải quyết ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là để đồng bộ hóa về mặt pháp luật để dễ áp dụng để thực hiện. Câu chuyện thứ hai nữa là đảm bảo một cái mặt bằng pháp lý chung thống nhất cho các dự án PPP, các nhà đầu tư. Và câu chuyện thứ ba là nó xử lý kịp thời những cái vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn triển khai PPP. Hiện nay là Nghị định số 3 đã sửa đổi
đã đưa ra một số cái thay đổi cơ bản, tuy nhiên thì vẫn chỉ là nghị định thôi, vẫn chưa thể để xây dựng được các cái cơ chế mà giúp đỡ từ các cái luật kia ra, luật ví dụ luật đất đai, luật xây dựng vẫn ảnh hưởng. Vì thế nên là tôi nghĩ là bây giờ phải có đề xuất là phải sớm ban hành luật để tạo cơ chế thích đáng, tạo cơ chế riêng cho PP để triển khai nó thuận tiện hơn. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.